Trừ thiện tri thức, thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm muôn vật. Tất cả các sắc tượng, mặt nhật, mặt nguyệt, tinh tú, núi sông, đất bằng, nguồn suối, khe rãnh, cỏ cây, rừng bụi, kẻ giữ người lành, việc giữ việc lành, thiên đàng địa ngục, tất cả biển lớn, các núi tu di, nhất thiết đều ở trong cái không. Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Chư thiện tri thức, tự tánh có thể bao hàm hết muôn pháp, ấy gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tự tánh mỗi người. Nếu thấy cả thể các điều giữ cùng các điều lành của người mà chẳng chấp chẳng bỏ, cũng không nhiễm vương, không dính líu, lòng như hư không, ấy gọi là lớn, cho nên gọi là Maha. Giảng, thế giới hư không có thể bao hàm vạn hữu, muôn loài, muôn sắc, tất cả hình tướng đều có thể bao gồm vào trong. Nhật nguyệt tinh tú, sơn hà đại địa, suối khe sông ngòi, thảo mộc tùng lâm, ác nhân thiện nhân nhất loạt đều tiếp nhận mọi điều hay dở. Hư không sẽ không nói, người là kẻ ác, ta đuổi đi không cho ở. Còn ông là người hiền lương, rất hoan nghênh ông đến ở chỗ tôi. Hư không không có phân biệt như vậy. Hư không có thể bao hàm thiện pháp, ác pháp, thiên đường, địa ngục. Tất cả biển to, núi lớn đều ở trong hư không. Tự tánh của người cũng giống như hư không, có thể bao hàm vạn hữu. Quý vị thiện tri thức, bổn tánh của chính mình có thể bao hàm cả vạn pháp, đây gọi là lớn. Vạn pháp đều ở trong tự tánh, vì thế cho nên đối với tất cả mọi người, bất luận là người tốt hay xấu, đều không nên có tâm niệm phân biệt hoan hỷ hay ghét bỏ. Tôi thường nói với các ông rằng, người xấu cũng có một ngày nào đó trở thành người tốt, hy vọng một ngày nào đó họ có thể giác ngộ mà sửa đổi. Tôi có rất nhiều đệ tử không biết nghe lời, dạy nó đi về hướng Nam thì nó nhất quyết đi về hướng Bắc. Tuy nó không nghe lời, tôi vẫn nhẫn nại đợi chờ, vì tôi biết có một ngày nó sẽ biết nghe lời. Tất cả thiện ác đều ở trong tự tánh, vì thế không chấp chặt cũng không xả bỏ, cũng không nhiễm trước cảnh giới thiện hay ác. Nhiễm trước cũng chính là có sự phân biệt mà chấp chặt hay xả bỏ. Tâm lượng giống như hư không cho nên gọi là lớn, điều này chính là ý nghĩa của Maha. Trừ thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí lòng làm, lại có người mê để lòng trống không, ngồi yên lặng chẳng nghĩ đến việc gì mà nói chính đây là lớn. Với hạng người ấy không thể nói gì được, vì họ bị sa vào lưới tà kiến. Chư thiện tri thức, cái tâm lượng thiệt là rộng lớn, châu biến cả thảy pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết thảy cả sự vật, cả thảy tức quy về một, một tức gồm hết cả thảy, tới lui thông thả, tâm thể xuất thông không ngưng trệ, tức là bát nhã vậy. Rằng người mê chỉ biết miệng nói mà không biết thực hành, người có trí huệ chân chánh, thân hành thực tiễn mà không tu khẩu đầu thiền. Lại nữa, người mê để tâm không ngồi thiền, cái gì cũng không nghĩ đến mà nói đây chính là lớn. Những người này đã lạc vào ngoan không, không nên cùng họ giao lưu tiếp chuyện, vì họ là tà tri tà kiến, không phải là chánh tri chánh kiến, cho nên không cần để ý đến họ. Đại sư lại nói, quý vị đều là người có trí huệ, tâm lượng quảng đại, rộng khắp pháp giới, mà pháp giới thì không có gì không bao hàm, tâm dụng rõ ràng sáng suốt, như gương soi vạn vật, vật đến thì chiếu, vật đi thì không, ứng dụng của nó là biết tất cả tức là một, một tức là tất cả, nó biết tự tánh có thể sanh vạn pháp quy về tự tánh đến đi tự do, bổn thể của tâm thông suốt, không có ngưng trệ, không có cái gì không thông, chính là minh bạch tất cả, phải không phải ngu mê, đó chính là bát nhã. Chư thiện tri thức, cả thảy trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh, chớ chẳng phải do nơi ngoài mà vào, chớ dùng lầm cái ý thức, ấy gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng thì rộng lớn, nó chẳng theo con đường nhỏ đâu, miệng đừng chọn ngày nói không mà trong lòng chẳng tu hành ấy, cũng như người phàm tự xưng mình là quốc vương mà rốt cuộc chẳng đạt được gì, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Rằng quý vị thiện tri thức, nhất thiết bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, không phải từ bên ngoài sanh ra, không nên rong ruổi tìm bên ngoài tìm cầu, cho nên chớ dùng lầm cái tâm ý, điều này gọi là chân chánh tự dụng. Một chân thì tất cả đều chân, tâm lượng quảng đại, nó không chỉ đi theo con đường nhỏ đâu. Lục tổ đại sư sợ có người chấp trước vào không, cho nên lại nói, các ông không nên suốt ngày nói không không bát nhã mà tâm không tu hành bát nhã này. Điều này giống như người dân thường tự phong mình làm quốc vương, loại người này cuối cùng không đạt đến tự tánh, cũng không phải là đồ đệ của ta, vì không nghe lời ta dạy bảo.
dạy nó không nên chấp không, nó cứ chấp không. Dạy nó không được chấp có, nó cứ chấp có. Dạy nó không nên có lòng dâm dục, nó không đoạn tâm dâm dục. Nó nói không hề gì, từ từ mà sửa đổi. Lại người này không phải là đệ tử của ta. Trừ thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Nhà Đường gọi bát nhã là trí huệ, cả thảy các chỗ các nơi, trong cả thảy thời gian niệm niệm chẳng ngu muội. Thường tu hạnh trí huệ, tức là hạnh bát nhã, một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt, một niệm trí huệ tức là bát nhã sanh. Người thế gian mê muội chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội. Thường tự nói ta tu hạnh bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Thiệt có hiểu rõ như thế mới chính là trí bát nhã. Giảng, cái gì gọi là bát nhã? Bát nhã là Phạn ngữ, đầy đường Trung Hoa dịch là trí huệ. Tại mọi nơi, bất cứ lúc nào, niệm niệm sáng suốt, niệm niệm không mê, niệm niệm không vô minh, thường dùng trí huệ xử lý mọi việc. Đó chính là tu hạnh trí huệ. Nếu một niệm ngu si, bát nhã sẽ đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt này là ví dụ, chớ hớt trí huệ chân chánh hoàn toàn không đoạn tuyệt. Vì trí huệ chân chánh bất sanh bất diệt, làm sao có thể đoạn tuyệt được? Ý nói lúc mê muội bát nhã không hiện tiền, nếu không mê muội không ngu si, lúc đó bát nhã sanh khởi. Ví dụ có người nói uống rượu hút thuốc là không tốt, dùng LSD dùng ma túy là không nên, nhưng quý vị không tin, đó gọi là bát nhã đoạn tuyệt. Người có trí huệ thì phải làm sao? Nếu nghe nói rằng uống rượu hút thuốc, hút á phiện là điều không tốt, người trí bèn nhanh chóng sửa đổi, đó gọi là bát nhã sanh. Người ngu si biết rõ ràng đó là điều không đúng, nhưng vẫn cứ muốn thử. Người thế gian rất ngu, không chỉ một người mà là rất nhiều người đều ngu si. Họ tự mình không biết bát nhã, miệng thường nói trí huệ mà tâm thường làm những việc ngu muội, điều không nên làm mà họ vẫn cứ làm. Họ thường nói tôi tu hành trí huệ, mỗi niệm đều nói không, chính là bát nhã. Bát nhã có 20 loại không môn, cần phải không tất cả, nhưng họ không biết cái không chân chánh. Tuy hiểu một chút kinh điển, biết chỉ một vài câu chú, tụng vài câu kinh, nhưng tật xấu của mình lại không sửa đổi, đó chính là khẩu đầu thiền. Hàng ngày nói không mà không biết sửa đổi tật xấu của mình. Chân không có nghĩa là phải làm cho vô minh, tập khí tật xấu của mình hoàn toàn đều không không. Cần phải không tất cả những hành vi ngu muội không sáng suốt. Bát nhã không có hình tướng, không dài ngắn vuông tròn, hoặc xanh vàng đỏ trắng. Tâm không có vô minh, thường sanh trí huệ. Trí huệ là rõ ràng sáng suốt, có thể biết pháp đúng pháp sai. Quý vị nếu có kiến giải như thế, đó mới chính là bát nhã trí. Sao gọi là ba la mật? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc, nhà Đường gọi là đáo bỉ ngạn, nghĩa là khỏi sự sanh diệt. Tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên như nước nổi sóng, tức là thử ngạn bờ bên này. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường lưu thông, tức gọi là bỉ ngạn bờ bên kia, cho nên gọi là ba la mật. Giảng, ba la mật là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn đến bờ kia. Nếu giải thích rõ ràng, chính là tách rời sanh diệt, không còn sanh diệt nữa. Cái gì gọi là bỉ ngạn? Bỉ ngạn là đối với thử ngạn bờ bên này. Thử ngạn chính là sanh tử, bỉ ngạn là niết bàn. Giữa sanh tử và niết bàn phải trải qua cái gì? Trải qua biển lớn phiền não như biển cả. Vì có phiền não cho nên có sanh tử. Nếu đoạn trừ phiền não thì sanh tử chính là niết bàn, niết bàn chính là sanh tử. Nếu không có phiền não, có sanh tử cũng chính là không có sanh tử. Chúng ta tại sao phải chịu sanh tử? Chính vì có phiền não. Tại sao có phiền não? Chính là vô minh. Nhưng cái gì gọi là vô minh? Chính là những gì quý vị không hiểu rõ. Nếu hiểu rõ, quý vị đã có sự sáng suốt, đây chính là bát nhã. Nếu chấp cảnh giới thì có sanh diệt. Niết bàn giống như nước vốn không có sóng, nhưng khi có gió liền có sóng. Gió tức vô minh, sóng tức phiền não. Nếu không chấp cảnh giống như nước không sóng, nếu không sóng sẽ đoạn tuyệt sanh tử. Đây chính là chỗ chúng ta phải nên dụng công. Quý vị nói tâm có rất nhiều tạp niệm, tạp niệm chính là sóng. Nếu không có sóng, sanh diệt sẽ đoạn trừ. Sanh diệt không có, sanh tử cũng kết thúc. Có sanh diệt gọi là thử ngạn, ly khai cảnh giới. Tức không sanh diệt giống như nước thường trôi chảy không ngừng, tức trí huệ quang minh chiếu khắp gọi là bỉ ngạn, cho nên gọi là ba la mật. Đoạn kinh văn này rất thực dụng, nếu quý vị gia công nghiên cứu kỹ càng thì có thể dùng suốt đời. Trừ thiện tri thức, người mê muội thì lúc miệng niệm bát nhã mà tâm còn vọng động, tư tưởng điều quấy. Nếu niệm niệm tâm thường hành bát nhã thì mới gọi là chân tánh.
Biết rõ pháp ấy thì hiểu pháp bát nhã, tu hành ấy là tu hành bát nhã, không tu hành ấy tức là phạm tục. Một niệm tu hành thì thân mình đồng như Phật. Giảng: người mê chỉ biết dùng miệng niệm, thì lúc niệm trong tâm lại có vọng niệm và sanh những niệm không chánh đáng. Nếu khi niệm để y theo bát nhã mà tu hành, tức không làm những việc ngu muội, đó chính là y theo chân tánh của mình mà tu hành. Nếu hiểu rõ pháp này chính là bát nhã pháp. Bát nhã chính là không ngu si, không làm những việc mê muội. Việc mê muội có rất nhiều rất nhiều. Đó chính là những việc vốn không nên làm mà quý vị vẫn làm. Nghiêm trọng nhất là tâm dâm dục, vốn không nên làm nhưng vì mê muội đến, không những quên mất bát nhã mà ba la mật cũng quên luôn, cứ làm theo ý mình, buông lung theo dục tình. Phàm phu chỉ thích làm những việc mê muội mà không chịu tu bát nhã pháp, không làm việc ngu si chính là bát nhã hạnh. Quý vị không tu bát nhã hạnh chính là phàm phu, nếu tu bát nhã hạnh tức đoạn dục khử ái thì thân mình và Phật giống nhau. Trừ thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề. Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Niệm trước vướng cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ đề. Giảng: phàm phu chính là Phật, mà Phật chính là từ phàm phu tu thành. Vì Phật lúc trước tu bát nhã pháp cho nên thành Phật, còn chúng ta tại sao vẫn là phàm phu? Vì không tu bát nhã pháp, không tu bát nhã hạnh, cho nên tánh đổi thành tình, tình biến thành dục. Cuối cùng, không thể thoát ra khỏi vòng ái dục vô minh. Nếu có thể đem lòng dục quy trở về bổn tánh, không dao động, không bị vô minh truyền, đó chính là Phật. Phiền não là Bồ đề. Nếu không có phiền não thì cũng không có Bồ đề. Có người nói, vậy thì không cần phải diệt trừ phiền não, cứ để cho nó ở đó. Nếu để nó ở đó thì phiền não vẫn là phiền não. Quý vị cần phải dùng phương pháp khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm như thế nào? Chính là phản bổn hoàn nguyên. Ví dụ lòng bàn tay và lưng bàn tay. Lòng bàn tay là phiền não, lưng bàn tay là Bồ đề. Chỉ cần lật ngược lại tức là phiền não hay Bồ đề. Không có nhiều cũng không có ít, chỉ khác một chút như vậy. Vừa lật qua lại thì phiền não biến thành Bồ đề. Tôi thường nói, phiền não Bồ đề, băng là nước, sanh tử niết bàn, pháp tức không. Nếu quý vị hiểu rõ thì nhân pháp đều không, nếu không hiểu thì vẫn còn pháp chấp. Niệm trước ngu si chính là phàm phu, niệm sau khai ngộ, trí huệ chính là Phật. Niệm trước chấp vào cảnh chính là phiền não. Nếu quý vị nói chỗ này là thành phố Cựu Kim Sơn, nó không giống thành phố Niu Ước, kỳ thực nó đều là những thành phố lớn. Nếu quý vị nói thành phố Cựu Kim Sơn không có tuyết, Niu Ước có tuyết, đó chỉ là tâm phân biệt gây ra sai lầm. Nếu quý vị không có tâm phân biệt như thế thì cũng không có nhiều phiền não như vậy. Cho nên nói, niệm trước dính mắc cảnh giới chính là phiền não, niệm sau ly khai cảnh giới chính là Bồ đề. Nếu phân biệt thành phố Cựu Kim Sơn và Niu Ước không giống nhau liền có phiền não. Nếu biết thành